mới trải qua, qua đúng một mối tình thôi. Một mối tình. Mối tình. Chính xác. Từ đó tới giờ luôn hả? Từ đó tới giờ và đấy là mối tình đầu của anh. Bây giờ mình có mối tình thứ hai chưa? Thì đã gọi là mối tình đầu thì chắc nó phải có mối tình thứ hai rồi. À mối tình thứ hai. Sao nó chỉ trải qua một mối tình? Không thì ý em nói là trải qua mối tình là bao nhiêu mối tình rồi? Bao nhiêu mối tình đầu vậy anh? Khổ lắm, cần thời gian để đếm. Thì chắc là bây giờ là con số 2. Ồ. Thì anh có dự định tới con số 3 không? Thực ra là chưa có ý định nghĩ đến con số 3. Mà nếu mà có con số 3 thì thì sẽ tính luôn con số 4 và số 5. Anh đến được à, đếm ấy chắc là đếm thật đấy. Đang đếm. Có mượn tay không anh? Chắc là một. 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 Sao ai cũng một thế? Sao hai người cùng nói là một con là hai như thế? Hai mà anh ơi. Là một thật luôn hả? Ừ, anh hai có hơn một không gì? Chị tiên là chảy đi qua. Một. Chắc là một. Là hiện tại ạ? Hay là không biết nữa nhưng mà thôi. Vâng, thì chúng ta tự hiểu nha mọi người. Rồi, ok. Có sự hiểu gì nhở?